xin chào bạn chào mừng bạn đã đến với bùi com trong video ngày hôm nay thịnh sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm sao để có thể chạy quảng cáo facebook trên điện thoại di động của mình à có nghĩa là thịnh đã có rất là nhiều video hướng dẫn cho bạn cách chạy quảng cáo trên máy tính rồi đúng không à, nhưng bây giờ thịnh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chạy quảng cáo ngay trên chính cái điện thoại smartphone của mình à, để cho các bạn dễ dàng thao tác hơn rồi ok chúng ta sẽ cùng nhau đi vào video nha rồi ok thì uh, khi mà bắt đầu vào tạo quảng cáo ở trên điện thoại di động đó các bạn thì uh, tuy nhiên là tạo quảng cáo trên điện thoại di động thì nó rất là tiện lợi tuy nhiên là Thịnh cũng khuyên á, nếu có thể tốt nhất thì bạn nên tạo quảng cáo trên máy tính của mình uh, theo như cái video hướng dẫn uh, Thịnh đã có từ trước đó à, thì uh, ở trên kênh youtube của Thịnh đã có thì cái video mà hướng dẫn chạy quảng cáo trên facebook mà bằng máy tính đó, nó sẽ cụ thể hơn các bạn các bạn chạy quảng cáo bằng máy tính nó sẽ đầy đủ chức năng hơn nhìn nó cũng sẽ dễ hơn còn khi mà các bạn chạy quảng cáo bằng điện thoại đó, thì nó tiện thật tuy nhiên đó, là nó bị một cái là Um, cái 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 um, nhiều cái tính năng nó sẽ bị gọi là bị cắt gọn bớt á. đó cho nên là nó cũng đôi phần nó khiến chúng ta dễ bị hiểu lầm đó cho nên là thành ra là nếu như bạn nào muốn thử thì hoàn toàn có thể làm theo cái hướng dẫn của thịnh trên điện thoại ha để xem cái hiệu quả nó như thế nào nói chung là nó cũng tùy thôi có người chạy quảng cáo máy tính thì nó hiệu quả có người chạy quảng cáo điện thoại thì nó hiệu quả đó nói chung là các bạn cảm thấy cái nào mà nó phù hợp với mình thì mình sử dụng rồi ok bây giờ chúng ta sẽ vào thực hành nha bây giờ như các bạn thấy ở trên màn hình á là đang có cái màn hình điện thoại của thịnh đúng không rồi đầu tiên bây giờ nè thì à, à, bạn nào mà chúng ta chưa có trang fanpage ha à, các bạn lưu ý nha muốn chạy quảng cáo thì chúng ta sẽ phải có một cái trang fanpage facebook trước à, bạn nào đã có fanpage facebook rồi thì có thể lướt qua cái đoạn này được chưa rồi bây giờ nè thì thịnh sẽ bạn nào chưa có trang thì xuống phần tạo trang chung với thịnh nha đây chúng ta sẽ có một trang ở dưới đây nè thấy không đó rồi mình bấm như đây cái hình lá cờ các bạn nhìn ở bên dưới ha nó có hình lá cờ rồi xong sau đó ở đây các bạn sẽ bấm chữ tạo được chưa bấm chữ tạo như đây nè đó rồi tạo xong ở đây bạn bấm bắt đầu rồi tiếp theo ở đây đầu tiên thì bạn sẽ chọn cái hạng mục cho cái trang fanpage của mình thì cái hạng mục này các bạn bạn hoàn toàn có thể thay đổi được sau đó nha cho nên không cần phải tốn thời gian để ngồi suy nghĩ đâu nha à, chọn cái gì cũng được chọn đại đi lát mình đổi sau nha rồi ví dụ như ở đây thành sẽ chọn là À, ví dụ như là mình làm kinh doanh mà đúng không mình sẽ chọn ví dụ như là thương, Đâu rồi thương mại, à, các bạn chọn xíu nha thương mại, đây thương mại công nghiệp chọn đại luôn, đó chọn cái thôi bấm xong, sau các bạn muốn nút tiếp màu xanh ở bên dưới, rồi bây giờ các bạn sẽ đặt cái tên trang fanpage của mình, thì ví dụ như thịnh sẽ đặt là shop quần áo nam, luxury, rồi ok chưa, xong mình bấm nút tiếp màu xanh ở bên dưới. Rồi, ở đây bạn sẽ nhập cái địa chỉ hoặc tỉnh thành phố của mình vào đây thì các bạn có thể nhập mà uh, thông thường là thì sẽ nhập cái thành phố thôi à, Hồ Chí Minh đây ví dụ như mình nhập là uh, tất cả những thông tin này đều có thể thay đổi sau đó được nha các bạn cho nên là uh, các bạn không cần thiết phải uh, chọn đúng chính xác làm gì đâu đó ví dụ như nó có chọn đường hay là cái gì đó Uh, ok, ví dụ như mình chọn đại đường tối thành đi, rồi xong bấm nút uh, tiếp. hoặc các bạn nào mà chúng ta không muốn khách hàng nhìn thấy cái địa chỉ của mình thì mình có thể tích vào cái ô là tôi không muốn thêm địa chỉ, là khách hàng họ sẽ không thấy cái địa chỉ của bạn ở trên fanpage được chưa? Rồi, bấm nút tiếp ha. rồi tiếp theo ở đây là phần mà mình sẽ thêm ảnh đại diện được chưa các bạn? có nghĩa là mình sẽ thêm cái cái avatar đó, đây nè, thêm ảnh đại diện, thêm cái avatar, uh, thêm ảnh bìa. rồi bây giờ ví dụ nha, mình muốn thêm ảnh đại diện mình click chọn vào, rồi mình chọn vào cái ảnh anh anh đại, đại diện rồi ok chưa đó chọn đưa một cái tấm hình nào đó xong mình bấm nút dùng đó được chưa các bạn rồi hoặc là các bạn không thêm ở đây một lát nữa các bạn vào tạo fanpage xong các bạn thêm sau cũng được không sao hết được chưa rồi tương tự như vậy các bạn có thể thêm ảnh bìa ở đây rồi ha bấm nút xong ở đây rồi đó phiếu có hiện kệ nó kéo xuống đây các bạn sẽ tạo được một cái trang fanpage nữa các bạn thấy chưa đó các bạn sẽ tạo được một cái trang fanpage tiếp theo các bạn bấm nút tạo tạo nút hành động màu xanh đây cho thịnh ở đây là chúng ta sẽ gắn một cái nút tạo một cái nút là nút gửi tin nhắn à có nghĩa là khi mà khách hàng họ vào trong fanpage của chúng ta thì nó sẽ hiện lên một cái nút gửi tin nhắn màu xanh ở giữa được chưa rồi bây giờ mình thông thường nhất ở trên facebook á là chúng ta sẽ lựa chọn cái từ đó là nhắn tin đây nè các bạn thấy chữ nhắn tin không rồi chọn vào nhắn tin blue rồi ok đó là bây giờ khách hàng cứ vào fanpage của bạn là họ sẽ thấy chữ nhắn tin nằm đây luôn rồi ok chưa rồi, coi như là fanpage của mình như vậy là xong rồi các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn có thể kéo xuống bên dưới các bạn thử đăng một cái bài gì đó. Nó, cái giao diện nó hao hao với cái trang Facebook cá nhân của mình thôi. Cho nên là bạn có thể hoàn toàn có thể đăng một cái gì đó. Ví dụ như đây mình đóng tạo bài viết nha. Mình sẽ đăng thử một cái một cái bài gì đó. Mà các bạn nhớ nè, cái bài mà muốn chạy quảng cáo nó phải có hình ảnh nha. Phải có hình ảnh, ít nhất là một hình. Bạn không thể nào mà viết một cái status bình thường xong các bạn chạy quảng cáo được. Facebook nó không cho đó. Đã đó cho mình, bây giờ chúng ta phải đăng cái hình ha ví dụ như là uh, sale giảm giá ở đó mình ví dụ đi sale giảm giá 50 phần trăm rồi ok chưa xong bây giờ mình sẽ chọn uh, một cái ảnh chẳng hạn đây chọn xuống đây rồi ok chưa Rồi bấm tiếp tục Bấm đăng Đó là chưa các bạn đó có nghĩa là đây là cái cách mà các bạn đăng lên một cái một cái bài viết ha Đó rồi hoặc là các bạn nhưng mà như thầy nói là bài viết mình phải có ảnh thì đây nè, bạn có thể đăng ảnh ở đây ha chọn đăng ảnh ở đây Rồi đó sale giảm giá được chưa 50 phần trăm ví dụ thôi ví dụ thôi hình của các bạn là gì đó rồi chúng ta đăng lên rồi các bạn chờ xíu nhanh thôi nói chung là thao tác phần này nó nhanh thôi cũng cần gì hết các bạn rồi đây ok ra được cái bài này rồi ha rồi bây giờ này các bạn khi mà các bạn ra được tới cái bài này rồi á thì các bạn thấy ngay ở bên dưới nó có cái chữ quảng cáo bài viết màu xanh không đây là nó có chữ quảng cáo bài viết màu xanh nè đó chúng ta bấm chọn vào đây à, bấm chọn vào đây nó sẽ ra cái giao diện để chúng ta chạy quảng cáo thịnh dặn nè quay lại nha chỗ này nè cái chỗ này cái chỗ quảng cáo bài viết á bạn nào mà nó đang bị mờ cái lúc này nó ghi cái chữ là không thể quảng cáo á thì khả năng cao là cái tài khoản quảng cáo của bạn nó đang bị khóa hình dung chưa khả năng cao là cái tài khoản Facebook quảng cáo của bạn á, cái Facebook cá nhân này, này nó đang bị khóa cái chức năng quảng cáo đó bạn phải mở cái tài mở cái tài khoản nó ra phải kháng nghị thì nó mới chạy quảng cáo được còn ví dụ nó xanh lè như vậy nè là cái tài khoản này mình chạy quảng cáo được Ok. Rồi. Rồi bây giờ bấm vô chữ quản các bài viết màu xanh đi. Rồi, bây giờ này các bạn thấy cái giao diện nó như vậy đúng không? Rồi các bạn kéo xuống bên dưới cứ từ từ nha các bạn, không có gì phải gấp hết. Rồi, các bạn lưu ý nè, ở đây á cái đầu tiên là tới cái phần mục tiêu, đây cái phần mục tiêu. Bạn bấm chữ xem thêm, bạn sẽ thấy là Facebook ở đây nó có cho bạn tổng cộng là bốn mục tiêu, nhưng mà đây là trên điện thoại thôi. Trên máy tính nó có tới gần mười mấy cái mục tiêu lận. Cho nên là Thành mới nói là lý do tại sao mà trên điện thoại á Nó mới cắt bớt đi tính năng là như thế Được chưa? Còn ở trên máy tính á Bạn nào mà đã xem video mà chạy quảng cáo trên máy tính trước của đó của Thịnh á, Là nó rất là nhiều luôn Rồi ví dụ bây giờ các bạn chạy quảng cáo Thì ở đây nè nó sẽ có hai cái chức năng chính mà các bạn cần phải quan tâm thôi Đầu tiên là chức năng tăng tương tác Tăng tương tác cái mục tiêu tăng tương tác là gì? Khi bạn chọn vào mục tiêu tăng tương tác có nghĩa là Facebook sẽ chạy cái quảng cáo cái bài viết này của các bạn nè cái bài viết bên trên này nè. Đến với những người khách hàng nào có khả năng tương tác với bài viết cao nhất. Tương tác với bài viết là gì? Có nghĩa là thích bấm thích, chia sẻ, bình luận, bấm vào nút xem thêm, bấm vào hình ảnh để xem, có nghĩa là người ta có xuất hiện ra cái hành vi trên đầu ngón tay vào cái bài viết của các bạn thì được tính là tương tác. Có nghĩa là Facebook nó sẽ chạy quảng cáo tới những người nào đang quan tâm với cái ngành hàng của các bạn đang quan tâm tới cái sản phẩm dịch vụ của các bạn nhưng lại có thói quen tương tác với những cái bài viết của đối thủ trước đó à có, có nghĩa là facebook nó thu thập liên tục mà nó biết là à ví dụ như bạn chạy quần áo nam thì nó đã biết gần đây nhất có những ai đang tương tác với những bài viết về quần áo nam ok chưa tương tự như thế bạn chọn vào mục tiêu tăng số tin nhắn thì nó sẽ nhắm tới những người nào có thói quen nhắn tin khi nhìn thấy quảng cáo cao nhất những người này không có thói quen tương tác nha có những người họ thấy bài viết quảng cáo á, họ có nhu cầu họ không có tương tác các bạn họ bấm thẳng vô họ nhắn tin luôn ok cho nên là thành ra ở đây tùy vào mục tiêu của các bạn thế đây thịnh sẽ tạm thời thịnh chọn là tăng số tin nhắn được chưa tăng số tin nhắn ha để mình tối ưu được tin nhắn rồi ví dụ như uh, tiếp theo tới phần nút ở đây thì là chắc chắn là chúng ta sẽ chọn vào nút đó là nút gửi tin nhắn rồi ha à, gửi tin nhắn là cái cái messenger facebook messenger của mình đó các bạn rồi tiếp theo tới phần tin nhắn chào mừng ở đây thì các bạn có thể xem bấm vô chữ xem đây các bạn thấy nè cái tin nhắn chào mừng này là gì tin nhắn chào mừng này đó là khi khách hàng họ nhìn thấy bài quảng cáo của các bạn họ bấm vào nút gửi tin nhắn thì nó sẽ hiện ra cái bản ghi trên màn hình điện thoại của mình à có nghĩa là nó xuất hiện ra những cái câu hỏi có cái hình chiếc máy bay màu xanh xanh các bạn thấy chưa có nghĩa là gì có nghĩa là bạn sẽ đóng vai là người khách hàng bạn sẽ đặt cho khách hàng những cái câu hỏi có sẵn ví dụ như khách hàng của bạn họ hay hỏi đi hỏi lại một cái vấn đề gì đó ví dụ như là Shop ơi, sản phẩm này có free ship không? Shop ơi, số điện thoại của shop là số mấy vậy? Shop ơi, cửa hàng ở đâu vậy? Có nghĩa là có những cái câu hỏi nó lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại mà bạn phải trả lời nó rất là mất công. Thì bây giờ bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa cái câu hỏi đó ở chỗ này được chưa? Đây nè. Đây, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa cái câu hỏi chỗ này để đặt cái câu hỏi cho khách ha. Nếu như với cái giao diện này á mà bạn làm trên máy tính bạn sẽ thiết lập được cái câu trả lời tự động cho cái câu hỏi đó luôn mình ví dụ nè mình ví dụ như là uh, bạn sẽ đặt câu hỏi là shop ơi sản phẩm này có free ship không đó có nghĩa là bạn đang đóng vai là người khách hàng để mà bạn hỏi chính bạn á nhưng mà ở trên giao diện của điện thoại á, nó không cho các bạn thiết lập cái phần là tin trả lời còn ở trên máy tính nó sẽ cho các bạn thiết lập luôn cái nội dung câu trả lời khi khách hàng bấm vào trong cái câu hỏi đó. À còn trên trên điện thoại nó tới đây thôi. Được chưa các bạn? Xong rồi chúng ta bấm luôn. Tương tự ha, có hai câu bên dưới bạn có thể tự tự chỉnh sửa nha. Rồi tiếp theo, xuống phần hạng mục quảng cáo đặc biệt này thì bạn không cần thiết phải lựa chọn tắt luôn. Rồi, tiếp theo tới phần đối tượng. Đây, phần đối tượng này chính là cái nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng mà bạn muốn chạy quảng cáo tới ví dụ à, bạn có thể bấm chỉnh sửa đây nè đây bạn bấm chỉnh sửa đây ha rồi rồi ok đầu tiên á là bạn sẽ chọn cái tiếp cận mọi người là theo khu vực hoặc là theo một cái địa chỉ thì à, ở đây á, thịnh khuyên là các bạn nên chọn cái mục đó là khu vực không nên chọn à, là địa chỉ tại vì thông thường khi mà bạn chọn vào một cái địa chỉ chính xác á, thì cái quy mô chạy quảng cáo mình nó rất là hẹp mà cái khách hàng mình hẹp á, thì cái tỷ lệ ra đơn nó sẽ rất là thấp Đồng thời chi phí quảng cáo nó sẽ bị đẩy lên cao Cho nên thành ra ở đây á, là chúng ta nên ưu tiên chọn cái khu vực Nó nghĩa là nó tương đối rộng các bạn Đừng hẹp quá ha Rồi Xong mày chọn khu vực ở đây thì nó sẽ có cái mục đó là phần vị trí Thì bạn sẽ lựa chọn được Ở đây có thể nó hiểu một cái nôm na là cái tỉnh thành đó các bạn à, Ví dụ như các bạn muốn chọn cái tỉnh thành nào mà các bạn muốn chạy quảng cáo tới Ví dụ Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội đây đó ví dụ bạn chạy vào hà nội thì bạn chọn vào hà nội đó có nghĩa là bạn muốn chọn chạy quảng cáo đến những khách hàng ở tỉnh thành nào thì bạn sẽ nhập tên tỉnh thành đó vào đây rồi bấm lưu rồi tiếp theo thêm đặc điểm là các bạn đặc điểm chỗ này là các bạn sẽ thêm vào đây những cái hành vi sở thích của nhóm đối tượng khách hàng mà các bạn nghĩ là họ sẽ mua hàng của các bạn được chưa ví dụ như ở đây thì chúng ta có thể chọn vô cụm từ Ví dụ bạn bán mỹ phẩm đi thì chắc chắn các bạn sẽ nhập cái từ khóa là mỹ phẩm Đây nè, nó có đề xuất Các bạn lưu ý nha, chúng ta chỉ được nhập những từ khóa mà Facebook nó gửi bên dưới thôi Còn những từ khóa nào mà Facebook nó không có hiển thị ở bên dưới thì bạn không thể nào lựa chọn được Rồi, bấm mỹ phẩm Tương tự như thế nó sẽ gửi với bạn một vài từ ở bên dưới Và bạn nhớ là bạn chỉ chọn cho Thịnh khoảng chừng 2 đến 3 từ khóa thôi Đừng chọn quá nhiều bây giờ chạy quảng cáo facebook không ai chạy nhiều từ khóa nữa các bạn mà chạy rất ít thôi khoảng chừng vài ba từ liên quan với nhau thôi sau đó thì chúng ta bấm uh, lưu ở đây là xong được chưa mọi người ha cái phần đặc điểm với phần sở thích này nó có rất là nhiều cái ở bên trong mà ở trên máy tính mới có thì thịnh vẫn khuyên các bạn này có thể có điều thời gian thì xem thêm cái video mà thịnh hướng dẫn chạy quảng cáo trên máy tính á thì nó sẽ đầy đủ hơn rất là nhiều rồi tiếp theo về phần độ tuổi ở đây thì đơn giản thôi Bạn muốn chạy khách, quảng cáo đến khách hàng có có độ tuổi từ bao nhiêu tới bao nhiêu Thì bạn sẽ sẽ kéo cái thanh này nè Đó được chưa Bạn sẽ kéo cái thanh này Ví dụ như mình muốn chạy quảng cáo từ khách hàng từ 33 tới 65 tuổi Đó cái đó là tùy vào sản phẩm và mong muốn của các bạn ha Tiếp theo về phần giới tính Thì bạn muốn chạy tới khách hàng là nam, nữ hay là chạy cả hai Ví dụ như chạy tất cả là như là bạn chọn cả hai Rồi Ok, và ở bên dưới bạn để cho Thịnh một cái dòng là quy mô đối tượng ước tính là từ 5,5 triệu đến 5,8 triệu. Thì thật ra là cái cái con số này uh, nó là như thế nào? Cái con số này ý nghĩa của nó là với tất cả những cái điều kiện ở bên trên mà các bạn đang chọn về khu vực, vị trí, đặc điểm, độ tuổi, giới tính thì Facebook đang có 5,5 triệu người đến 5,8 triệu người khớp với những cái mong muốn của bạn bản hình vô nó giống như là có mua bán vậy đó giống như bạn ra bằng nói facebook ở à, facebook ơi, bây giờ tôi muốn chạy từ quảng cáo tới những người quan tâm về mỹ phẩm độ tuổi này giới tính này ông có bao nhiêu người thì facebook nó báo cho bạn đó thì các bạn lưu ý là cái cái chỗ này nè quy mô đối tượng ước tính chỗ này á thì các bạn không nên để quá nhỏ không nên để quá nhỏ có nghĩa là vài trăm ngàn là là đã nhỏ rồi nha các bạn vài trăm ngàn người là nhỏ rồi đó cho nên là bèo bèo nó cũng phải triệu đó cho nên là chạy nhỏ quá thì nó hẹp nha các bạn là bấm lưu đối tượng rồi vậy thôi đơn giản. Rồi kéo xuống bên dưới thì các bạn có thể chọn vào đó là cái tổng ngân sách. Rồi, đây. Cái tổng ngân sách. Thì cái ngân sách này á thì thông thường á là nó là à, nó là ngân sách trọn đời nếu như mà bạn nào mà tìm hiểu à, về cái phần quảng cáo có nghĩa là như thế này nè. À, thành ví dụ nha, ở đây bạn thấy có con số 500 000 đúng không? Đây, bạn bỏ có nghĩa bạn bỏ 500 000 vào đây rồi khoảng thời gian các bạn thấy số ngày không có nghĩa là nó hỏi bạn muốn chạy quảng cáo trong bao nhiêu ngày ví dụ bạn để 500.000 và số ngày là 5 5 ngày thì không phải là nó lấy 500.000 nó chia cho năm là mỗi ngày 100 đâu các bạn nó không có cố định đâu mà nó sẽ hiểu rằng là làm sao trong vòng 5 ngày nó tiêu hết 500.000 của bạn thôi còn có khi mỗi một ngày nó sẽ tiêu một số tiền khác nhau Có ngày nó tiêu 50, có ngày tiêu 80, có ngày tiêu tiêu 70 Có nghĩa là nó hiểu là làm sao trong vòng 5 ngày này Nó tiêu hết số tiền quảng cáo 500 ngàn của bạn thôi Một ngày bạn tiêu bao nhiêu nó sẽ không cho Nó sẽ không cố định cái con số đó được chưa? Đó. Còn bạn nào mà muốn thiết lập được ngân sách hàng ngày thì vui lòng lên trên máy tính, mình sẽ có cái phần quảng cáo ở trên đó. Ha, à, trên quảng cáo giao diện trên máy tính bạn sẽ thiết lập được cụ thể hơn. Rồi, À, tiếp theo ở đây bạn sẽ chọn được cái ngày kết thúc của cái quảng cáo này, ví dụ như bạn kết thúc vào ngày 15 tới tháng 11 chẳng hạn, đó. Tiếp theo, rồi ở đây sẽ là hình thức là chạy quảng cáo trên Instagram, bạn có chạy không? Nếu không thì bạn có thể bấm tắt. Được chưa? Rồi, tiếp theo về phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán ở đây có nghĩa là cái thẻ Visa hoặc Mastercard mà bạn sẽ sử dụng để chạy quảng cáo. Về video, bạn nào mà chưa có thẻ Thịnh cũng đã có video để mà chạy quảng cáo luôn rồi Bạn chỉ cần lên trên Google bạn gõ từ khóa là làm thẻ Visa Thanh Thịnh Bùi là có nguyên cái video cực kỳ chi tiết Thịnh hướng dẫn cho đó luôn Đó thì bạn bấm click vào bạn xem thôi Coi rất là phê Coi xong biết là biết cách làm thẻ bảo bảo quản thẻ bảo mật thẻ luôn Rồi thì phương thức thanh toán chỗ này thì trong cái tài khoản Facebook này là mình đã thêm thẻ rồi Nếu như mà bạn chưa thêm thì bạn có thể bấm chữ thêm phương thức thanh toán ở đây 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 rồi bây giờ đó, đầu tiên đó, thì bạn sẽ lựa chọn cho thịnh quốc gia khu vực là Việt Nam Đơn vị là VND là Việt Nam Đồng Múi giờ là ASEAN Hồ Chí Minh Được chưa các bạn Rồi xong bấm luôn Bạn nào muốn đổi thì cứ bấm vào dấu mũi tên tương ứng ở hàng đó ha Rồi bấm lưu. Rồi xong Ở đây nè Nếu như mà tài khoản của bạn có Momo thì càng tốt nha các bạn Giống như tài khoản này mình có Momo Wallet nè mình có thể quét mua mua để mình nạp tiền vào đây còn nếu không thì bạn có thể chọn vào một là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ ở đây mua thì đơn giản lắm bạn chọn mua mua là một lát nữa bạn bấm nút tiếp màu xanh này là nó chuyển sang cho bạn quét luôn chuyển qua ví mua cho các bạn luôn để bạn nạp rồi bấm tiếp rồi tên trên thẻ số thẻ rồi cái này thì đơn giản nè tên trên thẻ là ở cái mặt trước thẻ visa của bạn nó in tên của bạn là gì á bạn viết y chang rồi cho thịnh viết hoa không dấu được chưa Số thẻ là 16 chữ số ở mặt trước của thẻ visa. minh di là cái tháng và cái năm hết hạn của thẻ được in ở mặt trước của thẻ visa luôn. CVV là ba chữ số bảo mật ở mặt sau lưng của thẻ. Bạn cầm cái thẻ visa bạn lật cái mặt sau lưng ra, nó có ba cái số ở trên cái dòng chữ ký á. Đó, ví dụ thẻ của bạn mà có 7 số thì lấy mình ba số cuối, còn thẻ có 3 số thì lấy đúng ba số đó là vào đây. Bấm lưu, là xong khi bạn bấm lưu thì một lát nữa Facebook nó sẽ trừ lúc mà bạn tạo quảng cáo xong đó, nó sẽ trừ của bạn một đô la tương ứng nó khoảng 23 000 á ha để nó kích hoạt thẻ còn Momo thì dễ nha Momo thì mình sẽ không hướng dẫn lại Momo thì bạn chỉ cần chọn Momo Wallet thôi bấm tiếp là nó sẽ chuyển sang ví Momo để bạn, để, để, nạp tiền rồi đó vậy thôi rồi xong tổng tất khoản thanh toán tổng ngân sách là 500 ngàn xong bạn bấm quảng cáo bài viết ngay là lập tức quảng cáo của bạn sẽ được gửi đi xét duyệt và tiến hành để chạy quảng cáo đó đơn giản như thế thôi có nghĩa là trên điện thoại thì nó nó gọn gàng và nó tiện lợi nó cũng không có gì nhiều và thịnh cũng hướng dẫn cho bạn tích hợp trên ứng dụng facebook luôn bạn không cần phải tải thêm bất cứ cái gì ở bên ngoài nữa hết ha đã làm trên điện thoại thì làm cho nó gọn luôn làm trên ứng dụng facebook luôn không cần phải tải thêm bất cứ ứng dụng quản lý quảng cáo nào nữa ok cho các bạn rồi thì trong quá trình xem video nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy để lại like, bình luận bên dưới video để cùng thảo luận với thịnh và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh youtube của thịnh và bấm vào nút chuông bên cạnh nữa để nhận những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp